Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill Sagu đây. Thì cái trò ngày hôm nay thì tại cái form bài của mình đang có đó chính là Kim Long, Chiến binh, Đấu sĩ, Sát thủ và Đồ Long. Và một con Rengar một sao Chiến binh Garin nha. Tại vì lúc đầu game á, mình được một cái lõi vàng tên là Ấn Chiến binh. Mình chốt bài luôn mọi người ơi. Ra đầu game như thế này mà còn không chơi nữa thì thực sự khá là uổng đó. Và lúc đầu game á, mình cũng được bay Kim Long từ rất là sớm luôn với Jack nè, con Nazareth nè và con Volibear nha. Mình được một cái trang bị tên là Đầu tư kiên định. Mình fit được 7 trận, được một cái Neko, một cái cánh tay kim cương, một đống tiền luôn, khá là ngon. Hôm này là form bài gì đây? Thủy Long đi chung với Ngọc Long à. Jazz 2 sao, full tank carry đồ cực kỳ chuẩn luôn. Ghép đồ luôn mọi người ơi. Hiện tại thì Rengar của mình đang có cái build đồ đó chính là Ấn Chiến binh, vô cực và cũng như là lưỡng cực Zonia nha. Ủa cái lỗi thứ ba cực kỳ cùi luôn mọi người à. Thà nó ra những cái trang bị như là Đại Bác Hải Tặc, Rìu Đen hoặc là Thánh Kiếm, hoặc là những cái trang bị nào mà Vũ Khúc Tử Thần cũng được á. Siêu ngon luôn, nó ra cho mình là Giáp Sư Linh nè, rồi Lưỡng Cực Zonia nè, với lại là cái Mùa Đông Vịnh Cửu thì phải. Đồ tăng không mọi người à. Nhưng mà không sao, Lưỡng Cực Zonia này nó cũng giúp cho con Rengar này bất tử được một lần, cũng đủ quẩy rồi. Còn cái lõi thứ hai mà mình nhận được là một cái lõi bạc nha, tên là Bạn Thân. Đứa nào mà đứng cạnh bên nhau là được tăng thêm tốc đánh mọi người à. Nói chung là cũng khá là ngon khi mà đi chung với một cái form bài là chiến binh, tăng tỷ lệ x2 nè, x3 sức mạnh đó cũng được. Ok, Rengar 2 sao, Jack 2 sao, Dana 6 con rồi nè. Slowron ở level 7 kiếm Rengar 3 sao nhưng mà roll được 6 Dana rồi, chả hiểu vì sao nữa. Cái trận này mình chết sơ qua thì nói chung là cũng không ai giành Rengar hết á. Tại vì nếu như mà mình nhớ không nhầm á thì con Rengar này đã bị ăn nớp liên tục 4 lần liên tục nha. Từ cái mà sau khi xài skill được tăng thêm 2 giây tốc đánh, giảm xuống còn 1 giây, sau một còn 1 giây giảm xuống còn 2 đòn đánh anh em mà. Và giảm rất là nhiều đam vật lý, tốc đánh cơ bản và giáp cơ bản đó nha. Nói chung là khá là tội đó. Nhưng mà vẫn là vẫn mạnh. Ôi, hôm nay là kỵ sĩ đi chung với Đồ Long và Đấu Sĩ châu thế nhờ. Con Rengar này nó sẽ được một cái ưu điểm đó chính là nó nhảy vào cái thằng nào có nhiều thằng nào mà ít giáp nhất á, thường là những vị trí carry đứng ở hàng sau mọi người à. Ok, nó ưu tiên và luôn luôn nhảy vào thằng nào mà đang có ít giáp nhất nha. Thường là những con carry như là Zoe, rồi Seiya, Tờ Quýt, Bạch Lúc, các kiểu á. Còn những con tăng cơ hàng trước mà chừng nào đánh chết ở hàng sau hết đó thì mới bắt hàng trước. Đây là một cái lợi thế cực kỳ lớn luôn. Và như mình đã nói thì lúc đầu game tới lúc mà cập nhật phiên bản cuối á, đã bị ăn nớp tận là 4 lần nha. Từ giảm đam vật lý cơ bản nè, giảm đam giảm tốc đánh cơ bản nè, xong rồi giảm hiệu ứng skill các kiểu nè, nớp liên tục luôn á. Nhưng mà hiện tại nó vẫn mạnh nha. Và mình tin chắc rằng khi mà nó cập nhật về server chính thức á, nó sẽ có một cái chỗ đứng, một cái meta riêng về nó, vẫn chơi được, người khỏi cần phải lo. Ban thôi anh 2 sao, ngon lành cành đào luôn. Hiện tại những con tướng 4 tiền, 7 tiền, 8 tiền là mình đều đã có làm rồi nha. Mọi người có thể là lên kênh mình để xem thêm. Vì lịch đăng video của mình sẽ là hai cái một ngày. Một cái là về meta, một cái là về đồ dị. Meta là mình đang đợi chừng nào mà nó về server Việt Nam mọi người. Mình sẽ đăng để cho mọi người có thể xem qua và leo rank luôn. Ui, hôm nay chưa gì mà level 8 rồi. Ba cái lõi mà đều liên quan tới Thủy Long hết. Nghe nó carry kìa, chiến báo chưa. Một cái nhược điểm duy nhất thôi mọi người là hiện tại cái build của mình và cũng như là lõi nha, nó không có hồi phục. Khó chơi nhờ. Ui, slash lên châu thế nhờ. Châu hủy cha. Đây lắp cung xanh luôn rồi đó. Ông này top 100 máu từ đầu game đến tận bây giờ chưa thua bất kỳ một cái trận nào á. Ảo quá vậy. Ê, thua nè. Thua rồi. Bóc chuỗi được bạn ấy. Thắng có hơi lâu. Ủa, nó lầy. Rồi. Hơn quá mọi người ơi. Ông top 1 đó đúng là quái vật mà. Từ đầu game đến tận bây giờ là chưa thua bất kỳ một cái trận nào. Cuối cùng cũng thua rồi mà thua một con. Cay chưa. Ui, sao level 7 mà ra ban thôi tướng 4 tiền nó nhiều còn hơn cả Rengar là tao. So Rengar nè. Chơi game phải khóc tí này mới ra được. Mình vẫn còn đang giữ những con tướng chiến binh từ đầu game nha, như là con Wukong, con Zone,
Tại vì mình đang muốn chơi một cái form bài đi chung với 6 chiến binh đó, cho nó mắc binh nhất có thể luôn. Tại vì chiến binh là có 5 con rồi, mọi người chỉ cần thêm một con thôi là đủ. Mình bây giờ đang thiếu là con Yasuo. Thiếu mỏng Yasuo thôi là đủ nè. Wow, Storm carry đúng nhiều luôn á. Con Storm nè, con Rengar nè, hoặc là những vị tướng như là Gravik các kiểu á, vị tướng 4 vàng các kiểu nha mọi người, là bị ăn nớp hết. Mà riêng con JC á, từ lúc mà nó mới ra đến tận bây giờ á, được búp tận 2 lần nha. Tại vì mới ra nó yếu quá. Nếu như mọi người không tin chứ, cái lúc mà mới ra là mình lên được JC 3 sao 2 lần á, đều thu hết. Ảo không? Tại vì nó yếu quá. Nhưng mà được búp lên á. Sao con giáp này trâu thế nhờ? À, có cái lõi kia nên mà cứ sau vài giây là được hồi máu với lại là xóa bỏ tất cả mọi hiệu ứng bất lợi. Ảo vải trưởng á. Nói chung là chỉ sát thủ thì chiến binh thì cứ cần tốc đánh rồi đam mà hồi máu rồi được rồi. Vàng á, tiếp kiếm mà đổi tiếp đi. Vô cực. Cái này ngon anh em ơi. Cái này ngon. Cái này đồ đẹp nè. Cái này quá ngon luôn á. Không lấy thì ổn quá. Đây, quốc hai cung xanh luôn nha. Gấp đôi canxi luôn. Rengar đâu rồi? Không ai chơi Rengar mà run khó thế. Đa này sắp bay luôn rồi. Có bạt nè. Đây rồi, một phát ra hai con. Ôi. Nó phải là như thế chứ. Quá tuyệt vời anh em ơi, phải là như vậy, rồi nó phải là như vậy. Neko luôn chém nó nè. Không có rồi, Neko luôn đi anh em. Mình tính là để dành lên level xong rồi Ron kiếm con Dana 3 luôn hoặc là con Olaf 3. Nhưng mà Ron không ra thì sàn Neko thôi. Chứ để dành hoặc là chết đó. Rồi đi đấy. Đây Rengar 3 star rồi nha, nó phải khác mọi người à. Dùng skill nè, nhảy vào. Đấy. Luôn ưu tiên nhảy vào con nào mà thấp giáp nhất. Cào hết. Rồi, mặc dù là bị ăn nớp khá là nhiều luôn á, nhưng mà vẫn mạnh là vẫn mạnh nha. Lúc trước á mà con Rengar nó được cái hiệu ứng mà tăng gọi là mấy trăm phần trăm tốc đánh ở trong vòng 2 giây sau khi mà xài skill xong á. Nó kết hợp đi chung với cái form bài Kim Long cầm cái rìu của Draven đó, mình nói thiệt với anh em luôn là một round nó hack ít nhất là phải là tầm gần 80 cái stat. Thiệt, một round á. Lúc đó là cái meta Rengar đi chung với cái trang bị Kim Long á rất là bá luôn. Xong rồi sau này Riot nớp lại là trong hai đòn đánh thường. Trời ơi nó thảm. Đúng thảm luôn á. Giờ đánh nhanh được trong hai đòn đánh thường tiếp theo à, chứ đâu được đánh nhiều đâu. Khổ vãi. Đây gặp ngay cái ông đang mạnh như thế này. Ông xài tiền hết rồi nè. Mà cái form bài cũng còn hơi yếu à. Mình thì Rengar 3 rồi chắc là chơi được. Yasuo 2 cầm rìu đen à. Cũng mạnh đấy. Wow, lướt ác nhờ. Ôi xòi, xém thua. May mà vẫn thắng được. Mình đang muốn có một cái chuỗi thắng dài dài một tí. Thứ nhất là để đếp máu. Thứ hai là mình cũng đang cần một cái lượng tiền xương xương á. Rồi nốt. Nốt mang tướng 3 sao này. Ông này Sơm 9 thị long đồ siêu chuẩn luôn. Vô cực găng bó thạch với lại là có blue. Tại vì Sơm này là có 40 mana à, mà tướng từ 50 mana trở xuống thì lắp blue là ngon nhất. Mà đồ chuẩn nhờ, gần 300 cái stat luôn rồi. Olaf 6 con nè, lên level luôn nha mọi người ơi. Bây giờ không lên được kiếm Yasuo chừng nào mới lên đây. Mà trận này muốn kiếm Yasuo hơi khó nha. Mình chết sơ qua cái trận này là có tận hai ông luôn á, đang có hai Yasuo 2 sao rồi. Tổng cộng là 6 con. Nên bây giờ muốn lên kiếm cũng hơi khó đấy. Mọi người nếu mà xin thay hãy đừng quên để lại một like đến cái kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đang trên kênh hàng ngày nha. Động lực siêu siêu lớn luôn á. Ai gặp cái ông mạnh siêu mạnh rồi nè. Cái form bài đồ tăng phải gọi là siêu chuẩn. Đồ đam hay là carry thì nó đẹp thế nhờ. Cứ như vẻ vậy. Thắng nổi trời. Ui Rengar cào ác anh em à. Ui xôi. Căng thẳng. Ok. Rengar cân được mọi người.
Ngon quá. Đúng là Ringer 3 sao mà nó còn là chiến binh nữa. Có 33% tỷ lệ, ít 200% cái lượng sát thương của nó đang có. Là kè một phát là đi luôn á mọi người. Kè phát đúng là đi luôn á. Không đỡ được đâu. Anh em nào mà muốn mình làm thêm gì á, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của anh em và thực hiện từng cái một. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây, có ấn chiến binh luôn, không bú vội. Ngon, ngon, ngon. Giờ cũng không có cần Jesus cho lắm á. Tại vì tướng chiến binh như mình đã nói là có 5 con. Bây giờ mình có 2 cái ấn rồi. Thì cũng không có cần Jesus nữa. Ui, Olaf sắp 3 nè. Vua công 2 sao nè. Thay vào thôi mọi người ơi. 6 chiến binh cái nhẹ luôn nha. Bây giờ muốn kích kim long cũng khó nha. Không kích kim long được thì mình sẽ mất cái cánh tay kim cương. Mà thôi không sao. Giờ muốn kích kim long thì cũng đâu có đủ slot. Bỏ tạm Soraka và kích ngọc long với dắt chiến binh đi chung với vua công nha. Đây 6 chiến binh lên ghe kìa. Mỗi khi mà người chiến binh nó đã đỏ lên đó mọi người là được tăng thêm sát thương á. Đó. Trời ơi. Mỗi đứa đúng một nhảy mọi người à. Cái con lên ghe này là mình nhớ là cái thời hy hòn của nó ở những cái mùa trước. Quá là mạnh luôn. Tại vì lên ghe này là chưa phải là gọi là không phải là lần đầu tiên nó xuất hiện nha. Xuất hiện rất là nhiều mùa rồi. Và mình thấy là mùa này nó cũng mạnh nha. Ringe với lại là Khajiit, hai con sát thủ này cứ mùa này xuất hiện là y như rằng là bá đạo luôn. Còn một Dana, hai con Olaf là xong. Là chọn cái form bài luôn. Nếu mà có Jesus thì mình cũng không biết là có nên bỏ vào không nữa. Jesus thì bỏ vào kích được một cái hiển long thôi. Xui là không có 8 chứng minh nha. Có 8 là mình cũng thử làm luôn đó. Hôm nay Banhion 2 full tăng và Jesus carry. Banho này á là nó là carry chính mọi người à. Và nó skill của nó cũng là sát thương vật lý mà. Nên mình nghĩ mọi người nếu mà mình chơi Banho nó thì hãy nên lắp đồ cho nó là full dam là mạnh hơn á. Cho full tăng thì nên cho con Idas các kiểu nó cầm. Jesus cũng mạnh. Cũng mạnh. Trời ơi kèo crit một phát hơn 1k dam. Ringe này anh em à. Crit một phát hơn 1k dam. Đây Dana 3 sao, một cái Betty nữa hả? Cụ bắp gì ta? Đồ này cụ bắp quá vậy. Nếu như mọi người mà có góp ý về cách mình bình luận chơi game hoặc là làm video á, hãy cứ góp ý ở phía dưới nha. Để mình có thể biết được mình start ở đâu và cố gắng sửa ở những cái điểm nào. Để mình có thể phát triển hơn thêm được nữa nha mọi người. Cái thủy long này á, thì nếu mà bây giờ muốn làm 12 thủy long nó sẽ khá là dễ. Tại vì thủy long thứ nhất á, là nó ghép được từ thì vàng, nó không khó như ngọc long mọi người ha. Thủy long bây giờ ghép được từ thì vàng và có thể nó lấy được từ lõi các kiểu, nó ra nhiều lõi thủy long lắm. Xong rồi mình nhớ không nhầm là tới tầm cái mốc 450 hoặc là 500 gì đó sẽ được thêm một cái giáp thiên nhiên nữa. Mọi người chỉ cần một slot nè, xong rồi level 9 và có hai ấn thủy long là sẽ được 12 thủy long nha. Đây là một cái combo rất là cơ bản luôn. Còn không thì phải có trái tim thủy long, xong rồi thêm hai cái ấn nữa, không còn cái giáp thiên nhiên hơn. Mà cái đó thì còn hơi khó đó. Đây shop qua đây bắt carry của tên bạn trước nè. Ố bạn không đổi luôn à? Mà mình cũng đang muốn né cái lốc nữa anh em. Bạn không có đổi con sơn qua đây luôn. Mình đang hắc nãy các bạn đấy chứ. Ủa nó rất Neko luôn kìa thấy không. Trời ơi đi luôn bạn ơi, chưa kịp xài Neko luôn. Ringer này mà có cái trang bị nè hoặc là có cái lõi nè mà là hồi máu được đó nha mọi người. Là đúng ngon luôn á. Một ông nữa đi rồi. Ông top 1 này lúc đầu game Snowball ác quá nên ổng có một cái form bài gọi là lấy tiền đè người á. Toàn là 4 vàng, 5 vàng, 8 vàng, 7 vàng, 2 sao không. Đang run Idas bè à, tham vọng thế. Mình đang tính là nếu như mà Olaf nó tự lên bay được thì để nó lên, còn không thì tích tiền nó lên vào 9 thôi.
từ level 9 thì có thể là mình sẽ chơi được các form bài có kim long hoặc là các form bài có bốn sát thủ cũng được. Ông này thì mình cũng không có còn sắp bài nhiều lắm. Carry gỗng lạng Yasu mà nó lướt lướt gì sao bắt được. Ui, ông này đầu tư kiên định cực kỳ dễ luôn á, phải hai trận nữa mới nổ hũ được. Cái nghe nó cào kìa, thấy không? Trời ơi, một cào mọi người. Ơ, à, dắt. Ui, hơn có đồng hồ cát Zonia. Vãi thua nhảm ghê đây mà. Thu vì con dắt mọi người à. Tại vì trong cái phơm bài này con dắt là con ít dép nhất. Mà em nghe nó cào và con dắt nó cứ hụt. Nhảy hai lần, hụt hai lần, cào ba lần, hụt ba lần luôn. Mất một đống đam. Trời ơi. Thôi Ron lẹ nè, mơ Ron kiếm Olaf 3 coi. Mình tính là nếu mà mình thắng thì mình còn để dành tiền mình lên level. Cái này thua sắp tới nơi rồi. Ui nó khắc chế mình ảo quá ta. Xài skill hụt hai lần. Olaf đâu rồi? Đây là một con nữa mọi người. Team này thằng này cũng trâu hết thì phải. Dắt ít dép chứ đi chứ. Hư cấu thiệt. Ok, Winner. Tại vì lần này con Ringer nó không có cào ngu nữa. Ringer nó cào đúng người và không phải đúng cái lúc mà con dắt này nó đang bật cái quay tay. Hơn thế thì vàng, không có cần thì vàng ha. No, mất Yasu rồi. Nó Yasu đúng ngon luôn á, vừa là Yasu vừa là chiến binh rồng luôn, mình về mình lấy thôi là vừa được 6 chiến binh, 2 hưởng long với lại là 2 chiến binh rồng luôn. Soroke 2 sao nè. Con bà này mình nghĩ chắc là nó sẽ ngon hơn đó, mọi người. Ui, ông kia có Yasu cái tay kim cương nữa chứ. Khó đỡ thế. Yasu mình thấy cái trang bị mạnh nhất của nó luôn nha mọi người, đó chính là cánh tay kim cương đó mà thêm cái quả rìu đen. Uầy, đồ ác thế. Cố lên. May mà cái trận này mình lắp toàn hai cái cung xanh. Tên bạn dù nhiều dép cỡ nào mình vẫn chơi được. Ủa đồng hồ cát anh em, lo keo. Đỉnh chưa? Ấy ui, tưởng lọt kèo nhỡ đồng hồ cát chứ. Một cát đẹp như vậy mà có lát ba nào. Không lên là cút, không lên là cút đấy. Ai da cái này là phải xếp bài đâu anh em à. Xếp như thế nào chứ, thật sự là mình không biết xếp như thế nào luôn á. Tại vì ổng cũng không biết sắp bài, mình cũng không biết sắp bài, mà nó tùy vào hên xui mà nó thắng. Cái này phải lên được con Olaf 3 thì may ra nó con được tên bạn phụ thêm đam á. Chứ con Yasu này nó bán quá. Ồ, được nha anh em ơi, cái này được nha. Được anh em ơi, Còn mỗi Yasu nè. My. Thắng thua là tại con Ringe đó. Nó có cào được nhanh với mạnh, hoặc là cái tỷ lệ mà xuất hiện x2 đam, x3 đam của các chiến binh này nè, nó có xuất hiện nhiều lần hay không. Tại vì nó chỉ có 33% thôi. Nhưng mà xuất hiện nhiều lần hơn đó thì mình ăn được. Hồi nãy mình xếp con Olaf qua đây đó, là một cái quyết định rất là hợp lý nha mọi người. Tại vì nó giúp con Ringe này nó clear bên cái hàng bên trái này rất là nhanh luôn á. Và nó tiến tới cái hàng bên phải, nó giúp cái team mình nè. Ông áp một cái lock nè, cái này là kèo dễ rồi. Ui Neko nó sòi top 1 là của mình rồi đó. Cái này thật sự là Riot nói với mình đó,
không muốn top 1 thì không được. Không muốn top 1 là không được anh em. Đây khỏi xài Neko luôn. Khỏi cần phải xài Neko luôn. Trời ơi. Tự lên luôn mà, không cần phải xài Neko luôn. Hôm nay cũng có Neko nè. Mình nhớ không nhầm là do cái trang bị đầu tư kiên định đó. Lóc nhẹ Yasuo lên cái nha bạn ơi. Bạn đừng có trách mình tại sao mà mình ác nha. Mình không biết sắp bài thôi. Bay lên theo bầu trời. Rồi thắng chắc. Lóc được cái quả này xong rồi thêm cái quả Olaf 3 sao 3 đồ như thế này thì không thắng được mới nể. Chọn quá đẹp nè. Sora kêu hồi máu nè. Gengar đồng hồ cát là kèo. Ôi. Quên rồi. Nãy sợ. Quên luôn chưa? Trời, cái gì đây? Còn hai máu à. Nói chung là thắng thua là cũng nhờ vào cái đồng hồ cát này đó mọi người. Nhiều khi con Ringer nó bị sốc đam mạng Yasuo nó hay sơ ghi đẹp quá. Mà hơn là nhờ cái đồng hồ cát này nha. Bị bất khả xâm phạm. Và không thể bị chỉ định là mục tiêu. Xóa bỏ mọi hiệu bất lợi luôn. Quá là ngon. Bạn không có sắp bài là mình lóc con Yasuo của bạn đó nha. Bạn đổ đi đâu? Ai da, lóc lộn bên. Mình mới thêm một ô nữa anh em ơi. Mí lóc nhầm rồi. Mình mới xích qua một ô nữa. Ơ, à, trời ơi. Olaf nó bủ kìa. Đúng là Olaf 6 chiến binh nó cũng mạnh mà. Mấy cái 6 đam ok và GG tất cả mọi người nha. Tạm biệt anh em. Bye bye.